Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn một trong những mẫu SUV nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan của thương hiệu Nhật Bản nhé, của nhà Mazda. Thì các bạn nhìn qua biết thì đây là chiếc Mazda CX-3, một trong những cái màu xe phải gọi là màu linh hồn của Mazda, màu xám không gian cực kỳ đẹp luôn ạ. Thì hiện tại chương trình trong tháng 3 này, mẫu xe này đang được hỗ trợ lên tới là 100% thuế trước bạ nhé. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu, 100% thuế trước bạ mọi người ạ. Xe được phân phối và nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan, đang có chương trình hỗ trợ cực kỳ cạnh tranh so với các cái dòng xe nhập khẩu như lắp ráp khác, thì đang được hỗ trợ 100% thuế trước bạ, và ngoài ra thì mọi người còn được tặng thêm một cái gói phụ kiện 40 triệu nữa đó. Thì để các bạn có thể biết là cái mẫu xe này nó đang được hỗ trợ tốt như nào và bán cực kỳ tốt luôn ạ. Các bạn cũng biết là cái mẫu xe nhập khẩu thì chất lượng nó cực kỳ cao so với những dòng xe lắp ráp rồi. Thì xe thì được trang bị hệ thống la răng là 18 inch la răng phay nhá, cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Đây mình có thể zoom gần vào đó, cái màu xám này thì phải gọi là quá đẹp luôn. Đây tôi sẽ đi ra phía đằng sau cho mọi người nhìn nhá. Đây, xe được trang bị đầy đủ cảm biến luôn nhé mọi người nhé, hai cảm biến sau và hai cảm biến hông, và hệ thống bô đôi kép nhé. Thì chúng ta cùng ngó qua về nội thất một chút nhé. Bản cao cấp nhất thì cũng được trang bị ghế chỉnh điện và có nhớ hai vị trí ghế. Đấy, điều hòa thiết kế dạng tuabin của máy bay phải nói rất kỳ đẹp. Đấy, hệ thống làm mát của Mazda thì phải nói là rất tốt rồi, da Nappa nhé, cực kỳ êm và mịn luôn. Đấy, thì chương trình trong tháng 3 này đang được hỗ trợ 100% thuế trước bạ và ngoài ra tặng phụ kiện. Thì để biết thêm chi tiết cũng như là có cái chương trình ưu đãi có thể đàm phán thêm được và hỗ trợ được thêm cho khách hàng ấy, thì mọi người hãy liên hệ số hotline mình để bên dưới này nhé. Thì hãy gọi và hoặc nhắn tin cho tôi thì tôi có thể hỗ trợ và đàm phán các cái chương trình tốt hơn cho khách hàng nhé mọi người nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn nhé.